Từ miền Nam tới bang California trên băng tần 57.19, ở miền Bắc California băng tần 16.12, Houston, Texas băng tần 27.7. Đài truyền ABC TV phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19, cập nhật mọi lúc mọi nơi qua trang mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Chào đón quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp 8 giờ sáng ngày thứ ba. Xuân công viên Linh Trịnh, Minh Đăng cùng với ban tin tức xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng của Anh, ông Starmer gặp gỡ học sinh khi năm học mới bắt đầu. Đảng AfD của Đức yêu cầu ông Scholz thu dọn hành lý sau chiến thắng bầu cử cấp bang của phe cực hữu. Trung tâm Hồi giáo và đền thờ Hồi giáo bị hư hại nặng nề trong cuộc tấn công của Nga vào Kyiv. Chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Gaza bắt đầu cho ngày thứ hai. Công nhân khách sạn Connecticut đình công vào cuối tuần ngày lao động tại Hoa Kỳ khi các cuộc đàm phán hợp đồng bị đình trệ. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của Sướng Ngôn Viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, mở đầu là tin tức từ nước Anh. Thủ tướng của Anh gặp gỡ học sinh khi năm học mới bắt đầu. Thủ tướng của Anh Keir Starmer đã đến thăm một trường tiểu học tại Kent vào ngày thứ hai đầu tuần, vào đầu năm chính trị của Vương quốc Anh và khi các thành viên quốc hội họp lại tại Westminster dưới sự chủ tọa chính phủ lao động mới. Khi ông đi bộ quanh trường và trò chuyện với trẻ em, một em trong số học sinh hỏi ông có phải là thủ tướng hay không. Ông nói đúng vậy. Khi được hỏi về những bình luận từ nghị sĩ bảo thủ Camille Penrose, ông, người trong bài phát biểu vận động tranh cử cho vị trí lãnh đạo của đảng bảo thủ, đã nói rằng công đảng thiếu ý tưởng. Ông cho biết ông đã từ chối lắng nghe một số thành viên của chính phủ trước đó, những người đã để lại di sản tồi tệ nhất có thể và một hố đen là 22 tỷ bảng Anh. Vào hồi tháng trước, ông Starmer đã nêu khả năng đánh thuế đau đớn đối với người giàu và cắt giảm chi tiêu để cố gắng giải quyết một số vấn đề của Anh mà ông đổ lỗi cho sự cai trị sai trái của đảng bảo thủ. Đảng AfD của Đức yêu cầu ông Scholz thu dọn hành lý sau chiến thắng bầu cử cấp bang của phe cực hữu. Đồng lãnh đạo của đảng cực hữu Alternative for Germany AfD của Đức đã kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz vào hôm thứ Hai thu dọn hành lý sau thất bại nặng nề của các đảng trong chính phủ liên minh của ông trong hai cuộc bầu cử cấp bang. Bà Alice Wilder nói với các phóng viên ở Berlin rằng cử tri muốn một chính phủ khác và đảng của bà đang chuẩn bị cho điều đó. Bà Widow cũng cho biết các cử tri trẻ tuổi đang tìm kiếm một viễn cảnh ở đất nước chúng ta, đã ủng hộ rộng rãi AfD trong cuộc bầu cử chủ nhật tại các bang phía đông là Thuringia và Saxony. Bà Widow cho biết các lớp học của chúng ta đang tràn ngập trẻ em và thanh thiếu niên từ các nền văn hóa nước ngoài có xuất thân từ nền tảng cổ xưa mang dấu ấn của tín ngưỡng Hồi giáo. Họ không được học hành và tất cả những gì họ nói đều là tiếng lóng. AfD đã trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp cấp bang tại Đức kể từ đệ nhị thế chiến với kết quả bỏ phiếu vào cuối tuần tại Thuringia. Theo dự đoán, vào cuối ngày Chủ nhật, đảng này sẽ đứng thứ hai sát nút sau đảng bảo thủ ở Saxony. Tin từ Ukraine, trung tâm Hồi giáo và các đền thờ Hồi giáo bị hư hại nặng trong cuộc tấn công của Nga vào Kyiv. Một trung tâm Hồi giáo và đền thờ Hồi giáo đã bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày thứ Sáu tuần trước. Iman đang cầu nguyện trước đống mảnh vỡ thủy tinh trong một trong những căn phòng của đền thờ Hồi giáo. Người dân Kyiv trên khắp thành phố đã bị đánh thức bởi một loạt tiếng nổ liên tiếp và những tiếng hỏa tiễn phòng không phóng lên trời để chặn mục tiêu. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng ngày thứ Sáu vừa qua đã khai hỏa 16 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 14 hỏa tiễn hành trình KH-101, 4 quả đạn từ hệ thống phòng không S-300-400, một hỏa tiễn chưa rõ chủng loại và 23 máy bay không người lái tự sát kiểu Shahed-136-131 nhằm vào thủ đô Kyiv và các khu vực lân cận,
cũng như tỉnh Sumy và Kharkov. Không quân cho biết họ đã phá hủy 22 trong số 35 hỏa tiễn và 20 trong số 23 máy bay không người lái tấn công. Họ liệt kê một số loại hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo mà Nga sử dụng. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa và lãnh thổ đối phương kể từ đầu cuộc xung đột. Kyiv đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để giúp nước này đối phó với các đòn đánh từ xa của Moscow. Chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Gaza bắt đầu cho ngày thứ hai. Trẻ em đã đến tiêm vaccine phòng bại liệt trong ngày thứ hai tại Deir al-Bala của Gaza trong một chiến dịch do Liên Hợp Quốc dẫn đầu và phối hợp với các cơ quan y tế Palestine. Sau khi một em bé bị liệt một phần vào tháng trước do virus bại liệt loại 2, trường hợp đầu tiên như vậy ở vùng lãnh thổ này trong 25 năm qua. Chiến dịch bắt đầu vào hôm Chủ nhật tại các khu vực trung tâm Gaza và sẽ di chuyển đến các khu vực khác trong những ngày tới, và giao tranh dự kiến sẽ tạm dừng ít nhất 8 giờ trong 3 ngày liên tiếp. Vào cuối ngày đầu tiên, Bộ Y tế của vùng lãnh thổ này cho biết ít nhất 72.611 trẻ em đã được tiêm vaccine. Israel và Hamas, những bên cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đã cho biết họ sẽ hợp tác để chiến dịch thành công. Các viên chức WHO cho biết ít nhất 90% trẻ em cần được tiêm vaccine 2 lần với thời gian tiêm là 4 tuần để chiến dịch thành công. Nhưng chiến dịch này đang phải đối mặt với những thách thức to lớn ở Gaza, phần lớn đã bị chiếm tranh tàn phá. Công nhân khách sạn Connecticut đình công vào tuần lễ cuối tuần của ngày lễ lao động tại Hoa Kỳ khi các cuộc đàm phán hoạt động, hợp đồng bị đình trệ. Công đoàn Unite Here cho biết khoảng 10.000 nhân viên khách sạn Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài nhiều ngày tại một số thành phố vào hôm ngày Chủ nhật, sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với các nhà điều hành khách sạn như là Marriott International, Hilton Worldwide và Hyatt Hotels đi vào bế tắc. Đoạn phim cho thấy những công nhân cầm biểu ngữ hô vang khẩu hiệu gần với Hyatt Regency Greenwich ở Connecticut khi họ diễn hành trên vỉa hè. Unite Here là đại diện cho những người lao động tại các khách sạn, sòng bạc và phi trường trên khắp Hoa Kỳ và Canada cho biết hàng ngàn công nhân tại 24 khách sạn đang đình công tại một số điểm đến du lịch lớn bao gồm San Francisco, San Diego ở California, thủ phủ Honolulu của Hawaii, Boston, Seattle và Greenwich, Connecticut. Với những công nhân từ các thành phố khác sẵn sàng tham gia cuộc đình công khi kỳ nghỉ lễ lao động tiếp tục. Theo công đoàn, công nhân khách sạn đang bị kéo căng. Với việc ban quản lý thường xuyên phân công 3 nhân viên làm công việc của 4 người, điều này dẫn đến căng thẳng không đáng có và tập trung vào tốc độ hơn là dịch vụ. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, Xuân Ngôn Viên, Minh Đăng và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với những bản tin vừa được cập nhật. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục với các màn tình của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.